Câu 16. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất là 7,5% một năm, biết rằng nếu không rút ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào. Lãi được nhập vào nè, vốn để tính lãi cho năm tiếp. Tiếp theo, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả cái tiền gửi ban đầu và lãi gấp đôi số tiền ban đầu. Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi là cứ 7,5% một năm, cứ năm nào cũng vậy. Được chưa ạ? Khi để giải quyết được bài này, các bạn biết các bạn gỡ tiền ban đầu bao nhiêu chưa? Chưa thì các bạn gọi, mình làm chậm nha các bạn. Gọi ít là số tiền gỡ ban đầu. Được chưa? Rồi, vậy tiền vốn nè, nhớ đây là vốn cộng lãi năm thứ nhất thì sẽ bằng là gì ạ? X nhân 1 cộng cái lãi suất là 7,5%. Được chưa? Tiếp tục năm 2 thì các bạn cũng tương tự, lấy cái số tiền của năm nhất nè, vốn cộng lãi, vậy là x nhân 1 cộng 7,5%, tiếp tục nhân cho 1 cộng 7,5%. Đây là công thức nha các bạn, đây là công thức. Rồi, vậy mình sẽ có gì ạ? X nhân cho 1 cộng 7,5% mũ 2. Vậy tương tự N5 sẽ bằng x nhân 1 cộng 7,5% mũ N. Do gì ạ? Do người ta hỏi là số năm ít nhất người đó gỡ để tiền lãi và vốn ban đầu gấp đôi, vậy là hàng này phải bằng 2 lần tiền gỡ ban đầu là x, được chưa? Đây x rút, vậy mình sẽ có là 1 cộng 7,5% mũ n bằng 2. Thì từ đây các bạn sẽ chuyển qua logarit và sẽ bằng là logarit của 1 cộng 7,5% của 2 sẽ bằng n, được chưa? Và các bạn bấm máy tính ra và các bạn chọn cái số gần đúng giúp mình. Ok chưa?